Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Airdrop nhận được 4 triệu đồng token Baby Froggy Shiba. Một số thông tin về đồng token này: số tập trung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 2.194 tài khoản holder, đã phát sinh 4.745 lượt giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamairdrop.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc và chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy qua chắc nhanh ở đây, hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Rồi, ký hiệu là Baby FC3, sưu tập phân 9. Các bạn nhấn tiếp theo thêm token này. Ok, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamairdrop.net, truy cập vào bước 2 đây, nhảy nhận token nhé. Rồi, các bạn kéo xuống phần bên dưới này, yêu cầu airdrop. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.01 BTB mua để hold cái đồng tích trữ cái đồng này để cho cơ hội ít nhiều lần tài khoản nhé. Còn nếu bạn có nhu cầu clam mất phí thì các bạn nhấn vào đây, yêu cầu airdrop. Yêu cầu kết nối ví của các bạn cho các bạn nhấn tiếp theo, nhấn kết nối. Ví ra là 0.000553 BTB, nhấn xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamairdrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nha. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Ray, Metallo, MXC, OKX, Hobi và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nha, ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 4 triệu đồng token Baby Froggy Shiba. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Thì video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.